Kính chào quý vị đối với bản tin ngày 19 tháng 8 hôm nay. Mời các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Canada đã đạt được thỏa thuận cho hai máy bay quân sự tiếp tục bay thường xuyên vào Kabul. Trưởng ban bầu cử cho biết việc bỏ phiếu sẽ an toàn mặc dù thiếu quy tắc tiêm vaccine bắt buộc cho nhân viên phòng phiếu. Thủ tướng Trudeau khẳng định việc tiêm vaccine COVID-19 là bắt buộc khi đi du lịch ở trong nước. Nghiên cứu mới từ Anh cho biết biến thể Delta làm suy yếu khả năng bảo vệ của vắc-xin COVID-19 từ Pfizer và AstraZeneca. Tỷ lệ lạm phát tăng vọt lên 3,7%, cao hơn dự kiến. Hãng hàng không Porter và các công ty khác yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính cho tất cả nhân viên. Phát hiện mũi nhiễm virus West Nile ở Saskatchewan. Cuộc khủng hoảng cháy rừng ở California leo thang khi gió cực mạnh trong khi đó, tại Hy Lạp thì lính cứu hỏa tiếp tục chiến đấu để chống cháy rừng ở gần Athens. IMF giữ lại 450 triệu đô la từ Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản đất nước. Hoa Kỳ sẽ tiêm liều vaccine thứ ba tăng cường vào tháng 9, đi ngược hướng dẫn của WHO. Singapore bỏ tù công dân Anh vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chính phủ Ba Lan tặng hơn 500.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Việt Nam vượt móng 300.000 ca nhiễm COVID-19 và một số cập nhật về tình hình COVID-19 trên thế giới. Tuấn Liêm, Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình này, xin kính mời quý vị bấm like và comment và share. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video mới. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan cho biết, hai máy bay quân sự của Canada sẽ tiếp tục bay thường xuyên vào Kabul như một phần của nỗ lực quốc tế nhằm di tản dân thường và công dân đang chạy trốn khỏi sự tiếp quản của Taliban. Sự phát triển này diễn ra sau khi Canada và Mỹ đã đạt được thỏa thuận cho phép máy bay Canada bắt đầu bay vào và ra khỏi Cabo, nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết về thời gian các chuyến bay sẽ bắt đầu đến Cabo hoặc trở về nhà. Các chuyến bay của lực lượng quân đội Canada đến và đi từ sân bay quốc tế Hamid Karzai sẽ sớm tiếp tục theo chiến dịch Operation Aegis, theo Bộ trưởng Sajan, người đang tranh cử lại vào vị trí nghị sĩ của đảng tự do cho Vancouver South, đã tweet vào tối thứ Tư Chiến dịch Operation Aegis là đóng góp của quân đội vào nỗ lực di tản. Ông cho biết hai máy bay CC-177 Globemasters đã được chỉ định và sẽ bay thường xuyên đến Capo. Bà Jessica Lambert, người phát ngôn của bộ, cho biết các chuyến bay sẽ tiếp tục miễn là tình hình an ninh trên mặt đất cho phép và sẽ tập trung vào việc di tản công dân Canada, thường trú nhân và công dân Afghanistan có mối quan hệ lâu dài với nhiệm vụ của Canada tại Afghanistan. Chúng tôi cam kết thực hiện sứ mệnh quan trọng này và có thể bảo đảm với người dân Canada rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ. Máy bay Globemaster được quân đội gọi là phương tiện vận chuyển hàng đầu cho các sứ mệnh quân sự, nhân đạo và gìn giữ hòa bình. Nó có thể mang trọng lượng tối đa là 265.350 kg. Con số đó là tương đương với 102 lính dù hoặc 3 máy bay trực thăng H-146 Griffon có thùng tiếp nhiên liệu theo trang web của lực lượng không quân Hoàng gia Canada. Trưởng ban bầu cử hôm nay cho biết việc bỏ phiếu sẽ an toàn mặc dù thiếu quy tắc tiêm vaccine bắt buộc cho nhân viên phòng phiếu. Trưởng ban bầu cử Stefan Perrault đang bảo đảm với người dân Canada rằng việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang sẽ diễn ra an toàn mặc dù cơ quan phụ trách bầu cử của Canada đã quyết định không yêu cầu hơn 250.000 nhân viên phòng phiếu phải tiêm vaccine COVID-19. Tại cuộc họp báo ở Ottawa hôm nay, ông nói rằng các cuộc bỏ phiếu được thực hiện trong một môi trường có kiểm soát, nơi mà các biện pháp an toàn có thể được áp dụng nghiêm ngặt hơn. Nếu bạn nhìn lại 18 tháng qua, chúng ta đã có các cuộc bầu cử cấp tỉnh và các cuộc bầu cử theo vùng lãnh thổ, cũng đã có các cuộc bầu cử trên khắp thế giới và không có sự bùng phát dịch COVID-19 nào từ việc bỏ phiếu trực tiếp. Ông Perot cho biết nếu tình hình thay đổi thì cơ quan của ông sẽ điều chỉnh các quy tắc của mình. Các điểm bỏ phiếu sẽ tuân thủ các biện pháp y tế công cộng cụ thể cho từng tỉnh. Ông nói tiếp, có những trường hợp miễn trừ y tế nhưng họ vẫn nên lên kế hoạch bỏ phiếu và nếu bạn không có ý định đeo khẩu trang khi đi bỏ phiếu, tôi sẽ khuyến khích bạn bỏ phiếu qua đường bưu điện. Nếu bạn có lý do y tế để không đeo khẩu trang thì bạn sẽ không bị từ chối quyền bỏ phiếu, nhưng nếu đó chỉ là vấn đề lựa chọn cá nhân và khẩu trang là bắt buộc trong khu vực pháp lý mà bạn đang bỏ phiếu thì chúng tôi sẽ phải áp dụng những quy tắc đó. Giám đốc y tế công cộng là tiến sĩ Theresa Tam hồi đầu tháng này cho biết việc bỏ phiếu trong giai đoạn đại dịch có thể được thực hiện một cách an toàn. Mặc dù bà không bình luận về những rủi ro liên quan đến các bên tiến hành các chiến dịch tranh cử xuyên quốc gia, Đầu tháng này thì ông Pro cảnh báo người dân Canada rằng họ có thể thấy mình đi bỏ phiếu ở những nơi đặc biệt hoặc phải đi xa hơn một chút để bỏ phiếu. Đó chính là một phần của những thay đổi mà cơ quan bầu cử Canada đang thực hiện để bảo đảm việc bỏ phiếu được tiến hành một cách an toàn. Ông Pro cũng nói rằng cuộc bầu cử liên bang năm 2019 tiêu tốn của người nộp thuế khoảng 506 triệu đô la, trong khi cuộc bầu cử liên bang năm 2021 sẽ tiêu tốn 612 triệu đô la. Cũng theo cơ quan này, có tới 5 triệu người Canada dự kiến sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện trong lần bầu cử này. Năm 2019 thì có khoảng 50.000 cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện. Tất cả các phiếu bầu địa phương gửi qua mail đường bưu điện phải được các quan chức trong khu vực bầu cử nhận được trước khi đóng cửa các nơi bỏ phiếu vào ngày bầu cử trong khu vực cụ thể đó. Các quan chức bầu cử Canada sẽ bắt đầu kiểm các phiếu bầu này vào ngày sau cuộc bầu cử và có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành việc kiểm phiếu. Ông Pro cho biết thời gian đó là cần thiết bởi vì các nhân viên phải xác minh rằng người Canada đã không bỏ phiếu hai lần cả bằng thư và trực tiếp. Khi một cử tri đã yêu cầu bầu cử Canada cho bỏ phiếu qua thư, tên của họ sẽ bị gạch bỏ khỏi danh sách bỏ phiếu trực tiếp ở địa phương cho ngày bầu cử. Nếu ai đó xuất hiện tại điểm bỏ phiếu, yêu cầu bỏ phiếu trực tiếp vì lá phiếu gửi qua đường bưu điện của họ không đến, họ sẽ phải tuyên thệ rằng họ chỉ bỏ phiếu đúng một lần. Nếu bầu cử Canada nhận được một lá phiếu bầu bằng thư từ một người đã tuyên thệ điều đó tại một điểm bỏ phiếu, thì tờ bỏ phiếu bằng thư sẽ bị hủy. Ông Perrault nói, mọi trường hợp bỏ phiếu kép sẽ được chuyển đến Ủy viên Bầu cử Canada để xem xét và điều tra Ông nói rằng nếu cố tình bỏ phiếu hai lần sẽ là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Trong khi đó, sau khi các cuộc bầu cử lần thứ 41 ở tỉnh Nova Scotia kết thúc thì Đảng Bảo thủ cấp tiến, đó là Đảng PC đã thắng với đa số ghế, kết thúc nhiệm kỳ 8 năm của Đảng Tự do. Đảng PC do ông Tim Houston lãnh đạo đã được bầu chọn trong 31 khu bầu cử, so với 17 khu đã bầu cử cho Đảng Tự do và 6 của Đảng Tân Dân Chủ NDP với một phiếu trung lập. Trong khi đó thì chỉ cần có 28 ghế để thành lập chính phủ đa số trong cơ quan lập pháp mới của tỉnh gồm 55 ghế. Chiến dịch của Đảng PC chủ yếu tập trung vào cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ông In Rankin nói rằng ông vẫn sẽ lãnh đạo Đảng Tự do mặc dù đã thua trong cuộc bầu cử. Các chính sách về tiêm chủng COVID-19 bắt buộc cho một số lĩnh vực và không gian công cộng đang nhanh chóng nổi lên, như một trong những đề xuất quan trọng được đưa ra cho cử tri Canada trong tuần đầu tiên của cuộc bầu cử liên bang. Lãnh đạo Đảng Tự do, Thủ tướng Justin Trudeau, đang tái tranh cử vào vị trí Thủ tướng đã khẳng định trong cuộc họp báo vào thứ Tư, khi trả lời các câu hỏi về kế hoạch yêu cầu bằng chứng tiêm chủng cho tất cả những người muốn đi du lịch trong nước, sớm nhất là vào mùa thu này trong bối cảnh làn sóng dịch thứ tư chủ yếu được thúc đẩy bởi những người chưa được tiêm chủng thủ tướng trudeau đã được hỏi cụ thể trong chiến dịch tranh cử rằng liệu những người không có lý do y tế mà không tiêm chủng có được phép lên máy bay hoặc đi tàu hỏa với chỗ ở hay không thủ tướng trudeau đã trả lời là không người canada biết rằng cách để vượt qua đại dịch này là tất cả mọi người phải tiêm phòng vì vậy trừ khi mọi người có một ngoại lệ y tế họ sẽ không thể lên máy bay hoặc tàu hỏa ở canada nếu họ chưa được tiêm chủng thủ tướng trudeau khẳng định đó là về việc bảo vệ những người trẻ của chúng ta đó là về việc bảo vệ người canada chúng tôi hoàn toàn minh bạch điều đó vì đây là cách chúng ta vượt qua đại dịch này trong khi thủ tướng Trudeau cho biết sẽ có hậu quả đối với những công nhân liên bang từ chối tiêm chủng mà không có lý do y tế, nhưng ông không nói liệu ông có nghĩ rằng họ nên bị kỷ luật hay sa thải hay không. Trong một tuyên bố, Liên minh Dịch vụ công của Canada cho biết, mặc dù họ ủng hộ việc yêu cầu tiêm chủng, nhưng họ không tin rằng điều đó nên được thực thi thông qua kỷ luật. Công đoàn đại diện cho khoảng 200.000 nhân viên dịch vụ công này cho biết Họ ủng hộ các yêu cầu về tiêm chủng cho công nhân liên bang để bảo đảm an toàn cho các thành viên tại nơi làm việc của họ và bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Nhưng việc sử dụng kỷ luật và chấm dứt hợp đồng để thực thi là không thể chấp nhận được. Nếu có những công nhân không thể hoặc không muốn tiêm phòng, chính phủ phải tạm thời phân công những nhân viên đó sang các nhiệm vụ khác, nếu có thể hoặc cho phép bố trí công việc thay thế như làm việc từ xa, công đoàn này cho biết. Khi cần thiết thì các biện pháp khác nên được khám phá, bao gồm sàng lọc thường xuyên và kiểm tra nhanh. Lãnh đạo đảng bảo thủ Erin O'Toole thì đã lập luận chống lại các yêu cầu bắt buộc về vaccine, cho rằng xét nghiệm nhanh và đeo khẩu trang là những lựa chọn thay thế hợp lý. Biến thể Delta rất dễ lây lan hiện chiếm phần lớn các ca lây nhiễm ở Canada. Một số tỉnh đã tạm dừng kế hoạch mở cửa thêm nền kinh tế do virus tiếp tục lây lan nhanh chóng ở những người Canada chưa được tiêm phòng và làm dấy lên lo ngại về tác động đối với những người như trẻ nhỏ, chưa đủ điều kiện để được tiêm bất kỳ loại vaccine nào mà đã được phê duyệt. Tại Hoa Kỳ thì các bệnh viện ở một số tiểu bang đang tràn ngập trẻ em bị nhiễm virus. Tiến sĩ Karen Moore là giám đốc y tế của Ontario đã cảnh báo về một mùa thu và mùa đông khó khăn ở phía trước do biến thể Delta và sự lây lan giữa những người Canada chưa được tiêm phòng các trường hợp đột biến có thể xảy ra ở những người được tiêm chủng đầy đủ nhưng rất hiếm và vaccine này cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa các kết quả nghiêm trọng như nhập viện và tử vong các mpp thành viên của đảng bảo thủ cấp tiến chưa tiêm chủng sẽ bị loại khỏi cuộc họp kín các thành viên được bao vào nghị viện cấp tỉnh member of provincial parliament gọi tắt là mpp sẽ bị loại khỏi các cuộc họp kín do đảng bảo thủ cấp tiến Progressive Conservative Party, đảng PC, ở Ontario tiến hành nếu họ chưa tiêm vaccine COVID-19. Người phát ngôn của thủ hiến đó for là bà Ivana Yelich xác nhận rằng các MPP đã được chỉ đạo thực hiện việc tiêm chủng để có thể tham dự cuộc họp kín. Bà cho biết chính phủ kỳ vọng mọi thành viên và ứng cử viên họp kín của đảng bảo thủ cấp tiến đều được tiêm chủng vì công việc của họ đòi hỏi sự tương tác trực tiếp hàng ngày với công chúng. Tuy nhiên, bà chưa đưa ra ngày dự kiến mà các thành viên sẽ được tiêm chủng. Lãnh đạo Ford trước đây đã nói rằng ông chống lại việc bắt buộc tiêm vaccine vì ông coi đây là quyền hiến định không sử dụng vaccine. Lãnh đạo của đảng tự do Stephen De Duca đã kêu gọi trước đó vào ngày thứ ba về việc tiêm chủng bắt buộc cho tất cả các thành viên MPPs. Một nguồn tin cho hay thì có hai thành viên MPP của đảng PC hiện vẫn chưa được tiêm chủng và có thể phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi cuộc họp kín của đảng này. Một nghiên cứu cho thấy biến thể Delta làm suy yếu khả năng bảo vệ của vaccine COVID-19 đến từ hãng Pfizer và AstraZeneca. Một nghiên cứu sức khỏe cộng đồng của Anh là phát hiện ra khả năng bảo vệ từ một trong hai loại vaccine COVID-19 được sử dụng phổ biến nhất phòng ngừa biến thể Delta phổ biến hiện nay của coronavirus sẽ yếu đi trong vòng 3 tháng. Nghiên cứu cũng phát hiện rằng những người bị nhiễm bệnh sau khi đã tiêm hai mũi vaccine Pfizer-BioNTech hoặc là AstraZeneca có thể có nguy cơ cao hơn nếu bị nhiễm Delta so với các biến thể trước đó của coronavirus. Dựa trên hơn 3 triệu mẫu xét nghiệm được lấy trên khắp nước Anh, nghiên cứu của Đại học Oxford cho thấy rằng 90 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai của vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca thì hiệu quả ngăn ngừa nhiễm trùng của chúng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm trùng của chúng đã giảm xuống lần lượt là 75% đối với Pfizer và 61% đối với AstraZeneca. Tỷ lệ này giảm lần lượt 85% Pfizer và 68% AstraZeneca trong 2 tuần sau khi dùng liều thứ hai sự suy giảm hiệu quả rõ rệt hơn ở những người từ 35 tuổi trở lên so với những người dưới độ tuổi đó. Sarah Walker, giáo sư thống kê y tế và trưởng điều tra viên của Oxford cho biết, cả hai loại vaccine này có liều lượng hai lần, vẫn hoạt động rất tốt trong việc chống lại Delta vì độ bảo vệ bắt đầu là rất, rất cao. Bạn còn có một chặng đường dài, vẫn còn sự bảo vệ. Các nhà nghiên cứu sẽ không dự đoán khả năng bảo vệ sẽ giảm bao nhiêu theo thời gian, nhưng cho rằng hiệu quả của hai loại vaccine được nghiên cứu sẽ gặp ở một điểm trong vòng 4-5 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai. Israel đã bắt đầu sử dụng liều vaccine Pfizer thứ ba vào tháng trước để đối phó với sự gia tăng của các ca bệnh nhiễm trùng địa phương do Delta gây ra. Một số quốc gia châu Âu cũng dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp thuốc tăng cường cho người già và những người có hệ miễn dịch yếu kém. Pfizer đã cho biết hiệu quả của vắc xin giảm dần theo thời gian. Vào tháng trước, AstraZeneca cho biết họ vẫn đang xem xét khả năng bảo vệ của vắc kéo dài trong bao lâu và liệu có cần một liều tăng cường để duy trì khả năng miễn dịch hay không. Cập nhật tình hình COVID-19 trên Canada tính tới ngày 18 tháng 8 vào lúc 16 giờ thì Canada có thêm 2.399 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.460.166. Trong số đó có 20.675 ca còn bệnh. Có thêm 7 ca tử vong được ghi nhận, tổng số ca tử vong là 26.761 ca cho đến nay. Canada đã tiêm hơn 51,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho đến nay, với trên 27,5 triệu, tức là khoảng 72%, người dân đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine, và 24,4 triệu người, 64%, đã tiêm đầy đủ hai liều. 82,8% người dân đủ điều kiện trên 12 tuổi đã tiêm một liều vaccine, trong khi 73,5% đã tiêm cả hai liều. Ontario báo cáo 485 ca COVID-19 mới, thêm 3 ca tử vong. Tính tới tối ngày thứ ba là có 174 bệnh nhân mắc COVID-19 trong bệnh viện. Đây là con số nhiều nhất trong hơn một tháng. Tại tỉnh BC có 553 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 1 ca tử vong. Tổng cộng là có 107 người đang ở bệnh viện với 53 người được chăm sóc đặc biệt. Alberta có 678 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong và 370 ca phục hồi. Tại Quebec có 436 ca nhiễm mới, 1 ca tử vong và 254 ca phục hồi. Tại Saskatchewan có 132 ca nhiễm mới. Manitoba có 37 ca nhiễm mới và 22 ca phục hồi. Nova Scotia có 9 ca nhiễm mới và 6 ca phục hồi. Newfoundland và Labrador có 6 ca nhiễm mới New Brunswick có 16 ca nhiễm mới. Northwest Territories có 48 ca nhiễm mới. Hội đồng giáo dục thành phố Calgary cho biết, học sinh và nhân viên từ mẫu giáo đến lớp 12 sẽ phải đeo khẩu trang khi các lớp học tiếp tục vào tháng 9 này. Hội đồng giáo dục Calgary cho biết quyết định được đưa ra sau khi tính đến các ca nhiễm Covid-19 gia tăng và tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn cho thanh thiếu niên từ 12 đến 19 tuổi trong thành phố. Quyết định này sẽ được xem xét lại vào trước cuối tháng 9 và Hội đồng giáo dục Calgary cho biết họ sẽ xem xét thêm bất kỳ chỉ đạo nào từ giám đốc y tế của tỉnh, bộ phận giáo dục tỉnh Alberta và một số ca nhiễm trong khu vực Calgary. Các biện pháp về sức khỏe khác sẽ bao gồm Yêu cầu học sinh và nhân viên sử dụng danh sách kiểm tra hàng ngày để xác định xem họ nên đi học hay là ở nhà. Ở nhà khi có các triệu chứng, thực hành vệ sinh tay đúng cách, tăng cường làm sạch và thông gió, triển khai học nhóm lớp từ mẫu giáo đến lớp 6, không cho phép khách hoặc tình nguyện viên đột xuất, hạn chế việc sử dụng công cộng hoặc cho thuê cơ sở vật chất của trường ngoài giờ học. Tuy nhiên, Hội đồng Giáo dục cho biết các trường học sẽ không còn thông báo cho các liên hệ cần củi về các ca nhiễm dương tính theo chỉ đạo của Giám đốc Y tế. Nhưng các biện pháp y tế bổ sung có thể được thực hiện nếu tình hình COVID-19 xấu đi hoặc nếu có bùng phát. Học khu công giáo thành phố Calgary thì chưa chính thức công bố kế hoạch của mình về các biện pháp phòng ngừa COVID-19 cho năm học sắp tới này. Nhưng giám đốc học khu cho biết sẽ có các biện pháp tương tự như năm ngoái. Hiện có hơn 5.600 ca nhiễm COVID-19 đang được theo dõi trên khắp tỉnh bang Alberta và hơn 2.000 ca trong số đó là ở thành phố Calgary. Chỉ hơn 23% tổng số ca bệnh trong tỉnh là người dân Alberta dưới 19 tuổi. Khoảng 56% những người trong độ tuổi từ 12 đến 19 đã được tiêm hai liều vaccine COVID-19. Đăng ký cho chương trình học trực tuyến đã kết thúc. Những trường sau đại học trong thành phố bao gồm Đại học Calgary và SAIT, The Southern Alberta Institute of Technology, cũng đang yêu cầu đeo khẩu trang khi tụ trường ở các khu vực công cộng bên trong trường, nơi không thể quan sát được khoảng cách. Tỷ lệ lạm phát ở Canada tăng vọt lên 3,7%, cao hơn dự kiến. Giá đồ nội thất, nhà ở cao hơn đáng kể là những yếu tố chính gây ra tình trạng gia tăng này, Tỷ lệ lạm phát của Canada đã tăng lên 3,7% vào tháng 7 do chi phí về nhà ở và hàng tiêu dùng lâu bền tăng với tốc độ đủ nhanh để đẩy chi phí sinh hoạt lên mức cao nhất kể từ năm 2011. Hàng tiêu dùng lâu bền (durable goods) là loại hàng hóa được sử dụng liên tục trong thời gian dài, thường là trên 3 năm với tính chất không bị hao mòn nhanh chóng và người tiêu dùng, các doanh nghiệp không mua sắm chúng thường xuyên. Các chuyên gia kinh tế luôn theo dõi sát sao mức tiêu thụ đối với hàng hóa lâu bền vì dữ liệu này là một chỉ số quan trọng về sức mạnh, sự ổn định của nền kinh tế. Thống kê Canada StatCan đã báo cáo vào hôm thứ tư rằng, chỉ số chi phí thay thế của chủ nhà mà liên quan đến giá nhà mới đã tăng với tốc độ hàng năm là 13,7% trong tháng 7. Đó là mức tăng nhanh nhất trong kỷ lục có từ năm 1987. Giá đồ nội thất tăng với tốc độ hàng năm là 13,4%, một phần lớn là do thuế quan mà chính phủ áp dụng đối với các mặt hàng bọc nệm đến từ Trung Quốc và Việt Nam vào đầu năm nay. Giá xe hơi tăng cũng là nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng này với giá xe du lịch tăng 5,5%. Cơ quan dữ liệu cho biết mức tăng này một phần là do sự thiếu hụt chip bán dẫn trên toàn cầu. Giá thực phẩm thì tăng 1,7%, tốc độ tăng chậm hơn nhiều so với thời điểm cuối năm. Trong nhóm thực phẩm thì giá thịt đã tăng 3,1%, trong khi giá sữa đã tăng 3,5%. Ở chiều ngược lại thì giá rau tươi và trái cây đã thực sự giảm trong năm qua, lần lượt là 7,5% và 0,6%. Tỷ lệ làm phát 3,7% cao hơn mức 3,1% đạt được vào tháng 6 và cũng cao hơn mức 3,4% mà các nhà kinh tế mong đợi. Nhà kinh tế học James Marble của TD Bank cho biết, tác động của đại dịch đối với tăng trưởng giá cả không chỉ ở nguồn cung, nơi mà tình trạng gián đoạn sản xuất đang làm tăng thêm chi phí của hàng hóa sản xuất như là xe hơi, mà còn theo nhu cầu, nơi có các chính sách hỗ trợ đã thúc đẩy chi tiêu mạnh mẽ cho các mặt hàng nhà ở và hàng hóa lâu bền. Chúng tôi cũng bắt đầu nhận thấy tác động của việc tăng giá xảy ra nhanh hơn trong các ngành dịch vụ đang mở cửa trở lại như là nhà hàng, hãng hàng không Porter và các công ty khác yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính cho tất cả nhân viên. Hãng hàng không của Toronto đã thực hiện tương tự như công ty dịch vụ tài chính Sun Life và hãng hàng không Úc Qantas. Porter Airlines là hãng hàng không khu vực có trụ sở đặt tại sân bay Billy Bishop của thành phố Toronto. Hãng này sẽ yêu cầu tất cả nhân viên của hãng phải tiêm vaccine COVID-19 hoặc có xét nghiệm âm tính với virus trước khi bắt đầu mỗi ca làm việc hãng cũng sẽ nối lại các chuyến bay vào tháng tới sau khi tạm dừng các chuyến bay chở khách trong gần một năm rưỡi. Thông cáo báo chí của hãng vào thứ Tư cho biết các thành viên trong các phi hoành đoàn phải được tiêm phòng đầy đủ hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong 72 giờ kể từ khi bắt đầu ca làm việc của họ. Porter Airlines chia sẻ thêm rằng họ là hãng hàng không Canada đầu tiên mà cam kết thực hiện các biện pháp an toàn quan trọng này. Luật sư phụ trách các vấn đề nhân sự là Adam Savaglio ở thành phố Hamilton cho biết có rất nhiều quan niệm sai lầm và giả định không chính xác về luật khi nói đến các nhiệm vụ tiêm chủng. Ông nói rằng họ không nhất thiết phải ép buộc nhưng họ chắc chắn có thể yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng vì họ có nghĩa vụ cơ bản đối với người lao động đó và những người khác tại nơi làm việc nhằm tạo ra môi trường làm việc lành mạnh và an toàn. Chính phủ liên bang gần đây thì cho biết họ có kế hoạch bắt buộc tiêm chủng cho người sử dụng lao động và người lao động được liên bang quản lý, cùng với tất cả hành khách đi máy bay, thuyền hoặc xe lửa. Nhiều công ty lớn bao gồm Amazon, Facebook, Twitter và Google cho biết, họ sẽ yêu cầu những nhân viên chọn đến văn phòng làm việc phải được tiêm phòng trước khi các công ty này mở cửa trở lại. Hôm thứ tư thì hãng hàng không Úc Qantas đã công bố một chính sách tương tự nghĩa là sẽ yêu cầu tất cả nhân viên phải được tiêm phòng hoặc xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến làm việc kể từ tháng 11. Không giống như Canada nơi có hơn 80% dân số đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất một liều, đại đa số người Úc vẫn chưa được tiêm chủng. Do đó, nỗ lực của hãng hàng không này là một hành động đầy tham vọng. Gã khổng lồ của các sự kiện trực tiếp là Live Nation cũng đã thông báo vào hôm thứ tư rằng họ sẽ yêu cầu những người tham dự hòa nhạc tại bất kỳ sự kiện nào của họ vào mùa thu này sẽ phải được tiêm phòng. Vào hôm thứ tư, công ty dịch vụ tài chính khổng lồ Sun Life cũng sẽ yêu cầu bằng chứng về việc tiêm phòng cho bất kỳ nhân viên nào trong số 12.000 nhân viên của họ chọn quay trở lại văn phòng làm việc ở Toronto, Montreal và Waterloo hầu hết các công ty hiện nay đều nói rằng nếu ai đó không tuân thủ chính sách mới này thì có thể sẽ phải tham gia một số buổi hướng dẫn hoặc có lẽ họ sẽ chỉ làm các công việc không liên quan đến khách hàng hay việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tuy nhiên các công ty đều không cho rằng việc tuân thủ sẽ là cơ sở để chấm dứt hợp đồng theo luật sư Savaglio, nói rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với các công ty không coi việc tiêm chủng là bắt buộc cho nhân viên của họ. Vì ngoài trách nhiệm đối với nhân viên của họ, các hãng hàng không như Porter Airlines cũng có thể phải chịu trách nhiệm đối với hành khách của họ. Công ty MLSI sẽ yêu cầu bằng chứng tiêm chủng hoặc là kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính khi đến đấu trường hoặc là sân vận động. Công ty Maple Leaf Sports và Entertainment, gọi tắt là MLSE, đã thông báo rằng họ sẽ yêu cầu mọi người về bằng chứng tiêm chủng hoặc là kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính để vào bất kỳ đấu trường, sân vận động hoặc nhà hàng nào của họ vào giữa tháng 9. Các đấu trường và các sân vận động của MLSE bao gồm sân vận động Scotiabank Arena, sân BMO, nhà triển lãm và thi đấu Rico Coliseum. MLS sẽ sở hữu các đội tuyển bóng chày, bóng rổ, khúc côn cầu. Các đội nổi tiếng của công ty như là đội bóng rổ Raptor, đội hockey Maple Leaf và đội bóng đá Toronto FC và đội bóng chày Argonaut. Và yêu cầu này cũng sẽ áp dụng cho tất cả các khách, nhân viên và nhân viên của sự kiện. Chi tiết về thời điểm của các biện pháp mới sẽ được triển khai dự kiến trong những tuần tới. Tuyên bố của MLSE được đưa ra một tuần sau khi công ty True North Sports and Entertainment, chủ sở hữu của đội hockey Maple Leaf Jack, cho biết các bằng chứng về việc tiêm phòng đầy đủ sẽ được yêu cầu khi mọi người đến các địa điểm của công ty này. Phát hiện mũi nhiễm virus West Nile ở Saskatchewan Mặc dù số lượng mũi thấp, ở hầu hết các vùng của tỉnh Saskatchewan, nhưng không thể ngăn chặn được sự xuất hiện của loài côn trùng bị nhiễm virus West Nile tại đây. Culex salis là một loại mũi đen với những dải màu trắng mờ ở trên vòi và các khớp cổ chân. Nó cũng có các sọc trắng dọc theo chân và các vành đen ở bụng. Cả con đực và con cái đều ăn mực hoa và dịch thực vật. Con cái khi sẵn sàng đẻ trứng thì nó sẽ hút máu của cả động vật có vú và các loài chim chúng hoạt động mạnh nhất trong khoảng thời gian từ hoàng hôn đến bình minh và mũi colectasalis này được biết làm góp phần lây lan virus west nile bệnh dung chỉ và viêm não tỉnh xác nhận hôm thứ tư đã phát hiện những con mũi colectasalis nhiễm virus đầu tiên ở trong mùa dựa theo báo cáo giám sát lây truyền cho bốn con mũi bị nhiễm bệnh đã được phát hiện ở khu vực dung ba của tỉnh vùng sinh thái đồng cỏ hay là cây dương ẩm ướt bao gồm Regina và Saskatoon. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, mặc dù số lượng mũi Colex Tarsalis gần đây đã tăng lên khi thế hệ thứ ba của loài mũi này xuất hiện, nhưng số lượng vẫn ở mức thấp so với mức trung bình 5 năm qua. Trong năm 2021 cho đến nay, không có trường hợp nào nhiễm virus ở người được báo cáo. Trường hợp cuối cùng về virus West Nile được báo cáo ở Saskatchewan là vào năm 2018 khi có 3 người được điều trị virus. Vụ bùng phát dịch virus West Nile lớn nhất ở trong tỉnh là vào năm 2007 khi có 76 ca nhiễm được xác nhận và 6 ca tử vong. Các cơ quan y tế cho biết hầu hết những người bị nhiễm virus West Nile không có hoặc là có vài triệu chứng nhẹ, tuy nhiên một số ít người bị nhiễm virus đó lại thể hiện tình trạng nghiêm trọng hơn được gọi là bệnh xâm lấn thần kinh do virus west nile gây ra bất kỳ ai bị sốt lú lẫn cứng cổ hoặc là đau đầu dữ dội bất thường nên đến thăm khám tại các cơ sở y tế các biện pháp phòng ngừa có thể được thực hiện để giảm thiểu nguy cơ của virus đó là giảm thời gian ở ngoài trời vào buổi tối khóa kính cửa ra vào và cửa sổ sử dụng thuốc diệt côn trùng thích hợp, mặc quần áo ta dài, rộng rãi, sáng màu, loại bỏ bất kỳ khu vực động nước nào xung quanh nhà. Các cơn lốc xoáy mà đã tấn công thành phố Barrie, Ontario đã gây thiệt hại 75 triệu đô la tiền bảo hiểm. Cục Bảo hiểm Canada cho biết các ước tính ban đầu cho thấy các cơn lốc xoáy tấn công tại Barrie, Ontario và các cộng đồng khác vào tháng trước đã gây ra thiệt hại 75 triệu đô la trong thiệt hại có bảo hiểm. Lễ hội bia Toronto trở lại vào ngày 24 và 25 tháng 9, nhưng tất cả những người tham dự phải được tiêm chủng đầy đủ. Lễ hội bia mùa thu ở Toronto đang quay trở lại, nhưng tất cả những người tham dự phải được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19. Ban tổ chức lễ hội cho biết sự kiện sẽ được tổ chức ở công viên Ben tại khu vực triển lãm của Toronto vào ngày 24 và 25 tháng 9. Tất cả người hâm mộ và các nhà bán lẻ, các đội nhóm làm việc, các nhà hàng cung cấp và các đối tác khác sẽ được yêu cầu là xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng. Các nhà tổ chức cho biết giấy chứng nhận tiêm chủng đầy đủ được Bộ Y tế Ontario gửi qua email sau khi nhận được liều tiêm vaccine COVID-19 thứ hai sẽ được sử dụng để tham gia sự kiện. Chủ tịch của công ty Prelicious, công ty tổ chức Beer Fest, cho biết sự kiện này đã được chấp thuận sau khi công ty này đã phải hủy bỏ lễ hội vào ngày 24 và 25 của sự kiện mùa hè. Les Murray cho biết ưu tiên hàng đầu của Beer Releases là giữ cho mọi người được an toàn khi thưởng thức bia tại lễ hội này. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tin tức tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo là một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Cuộc khủng hoảng cháy rừng ở California leo thang khi gió cực mạnh. Lính cứu hỏa Hy Lạp chiến đấu chống cháy rừng gần Athens. IMF giữ lại 450 triệu đô la Mỹ tiền từ Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản đất nước. Đức Thánh Cha Francis dẫn đầu lời kêu gọi thúc giục nhiều người hơn nữa tiêm chủng COVID-19. Hoa Kỳ sẽ tiêm liều vaccine thứ ba tăng cường vào tháng 9, đi ngược hướng dẫn của WHO. Singapore bỏ tù công dân Anh vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chính phủ Ba Lan tặng hơn 500.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Việt Nam vượt mốc 300.000 ca nhiễm COVID-19 và một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng cháy rừng ở California đã leo thang vào thứ ba khi những cơn gió mạnh nổi lên, đẩy ngọn lửa vào một cộng đồng miền núi ở ngoại ô, thổi bùng lên đám cháy lớn nhất tiểu bang và dẫn tới cảnh báo đề phòng sập nguồn điện trên diện rộng. Theo Bộ Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, Cal Fire, đây đã là vụ cháy rừng lớn thứ hai ở California, được ghi nhận sau đám cháy Dixie, hoành hành kể từ giữa tháng 7 ở dãy núi Sierra Nevada nằm phía đông bắc San Francisco mà đã thiêu rụi 604.000 hecta gỗ và đồng cỏ khô hạn tính đến sáng thứ ba. Con số này đã tăng 34.000 hecta so với hôm trước. Ông Doug Ulibarri, là phát ngôn viên của chỉ huy phụ trách đám cháy Dixie, cho rằng gió cực mạnh thổi qua phần lớn miền Bắc California vào đêm thứ hai là nguyên nhân chính của tình trạng này. Tuy nhiên, ông cũng cho biết các đội cứu hỏa đã tạo ra các đường ngăn chặn bao xung quanh gần 1 phần 3 chu vi của đám cháy Dixie, mặc dù dấu vết tổng thể của ngọn lửa đã mở rộng. Khoảng 1.200 ngôi nhà và các công trình khác đã bị thiêu rụi vì hỏa hoạn, nhưng 16.000 tòa nhà khác đã bị liệt vào danh sách bị đe dọa, với ước tính từ 12.000 đến 28.000 cư dân phải rời đi. Dixie là đám cháy lớn nhất cho đến nay trong số các đám cháy bùng phát trên khắp miền Tây Hoa Kỳ trong một mùa hè nóng dễ gây cháy mà các chuyên gia coi là tình trạng tiêu biểu của biến đổi khí hậu. Một đám cháy nhỏ hơn nhiều đã xuất hiện hôm thứ Ba là một trong những mối đe dọa cháy rừng hàng đầu ở California trong tuần này khi gió lớn đã đẩy ngọn lửa từ đám cháy Caldor cách Sacramento khoảng 65 dặm về phía đông vào ngôi làng trên núi Grizzly Flats của hạt El Dorado. Cơ quan Cal Fire cho biết hai thường dân bị thương nặng trong quá trình rời đi vội vàng khỏi khu vực vào đầu ngày thứ ba và một số lượng công trình đã được nhìn thấy bị bốc cháy. Thiệt hại tài sản ở Grizzly Flats, một cộng đồng khoảng 1.200 cư dân, bao gồm một trường tiểu học, một nhà thờ và một bưu điện. Văn phòng dịch vụ khẩn cấp của thống đốc California đưa ra tổng số người phải di dời do đám cháy ở Caldor là hơn 11.000 người, tính đến đêm thứ ba với lệnh rời đi bắt buộc được ban hành cho một số cộng đồng, bao gồm Pollock Pines và Somerset. Sự bùng cháy của đám cháy Dixie và Caldor xảy ra khi công ty điện lực lớn nhất của bang là công ty điện và khí đốt Thái Bình Dương, PG&E, đã khởi xướng việc cố ý cắt điện trên khắp miền Bắc California để giảm rủi ro cháy rừng do gió có thể làm hỏng đường dây tải điện công ty trích dẫn các dự báo về gió duy trì đạt tới 40 dặm một giờ, với gió giật mạnh hơn ở các khu vực chân núi và đồi núi, cũng như thảm thực vật khô cằn và độ ẩm thấp. Công ty PG&E cho biết việc mất điện dự kiến sẽ làm gián đoạn dịch vụ điện tới 51.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh rải rác trên 18 quận. Công ty này mong đợi gió sẽ giảm cường độ vào thứ Tư, cho phép dịch vụ được khôi phục trong vòng 24 giờ sau đó. Trong khi đó, thì lực lượng cứu hỏa Hy Lạp hôm thứ Tư đã chiến đấu với một trận cháy rừng hoành hành qua một trong những khu rừng thông cuối cùng còn sót lại gần Athens. Các ngôi nhà gần đó có thể gặp nguy hiểm. Hơn 500 vụ cháy rừng đã bùng phát trong những tuần gần đây trên khắp đất nước, tàn phá các khu rừng và buộc hàng ngàn người phải rời đi. Nhiều chuyến xe bus đang ở chế độ chờ ở Vilia, cách Athens khoảng 50 km, để di tản cư dân nếu cần, Khoảng một chục ngôi làng nhỏ hơn đã được di dời kể từ hôm thứ Hai. Khoảng 400 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của lính cứu hỏa Ba Lan, 15 máy bay trực thăng và 6 máy bay chữa cháy đã được điều động đến khu vực. Giống như các quốc gia khác trên khu vực địa trung hải, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia, Hy Lạp, đã chứng kiến nhiệt độ cao nhất trong nhiều thập kỷ vào mùa hè này. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dưới áp lực của chính quyền tổng thống Joe Biden hôm thứ tư cho biết họ sẽ không giải phóng số tiền 450 triệu đô la đã được lên kế hoạch gửi đến Afghanistan vào tuần tới. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Tài chính và các nghị sĩ Cộng hòa lên tiếng lo ngại về việc giải phóng các khoản tiền sau khi Taliban lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Trong một tuyên bố, IMF cho biết Afghanistan không thể tiếp cận quỹ được gọi là quyền rút vốn đặc biệt hoặc SDR do sự thiếu rõ ràng trong cộng đồng quốc tế về việc công nhận chính phủ ở Afghanistan. SDR có thể được đổi thành đô la Mỹ, euro, yên, nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng bảng Anh. Giá trị của SDR được xác định mỗi ngày dựa trên một nhóm tiền tài chính. Trước đó vào thứ Tư, thì một quan chức Bộ Tài chính nói rằng Bộ Tài chính đang thực hiện các bước để ngăn Taliban tiếp cận quỹ của IMF đồng tiền của Afghanistan đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tuần này. Đồng Afghani được giao dịch ở mức 86 Afghani cho mỗi đô la Mỹ vào thứ Tư, giảm mạnh so với khoảng 80 vào một tuần trước. Nền kinh tế mong manh của Afghanistan chủ yếu dựa vào viện trợ quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Khoảng 75% chi tiêu công được tài trợ thông qua các khoản viện trợ quốc tế. Đức Francis dẫn đầu lời kêu gọi thúc giục nhiều người hơn nữa tiêm chủng Covid. Đức Thánh Cha Francis đã cùng với các hồng y và tổng giám mục từ Bắc, Trung và Nam Mỹ ghi lại một thông báo dịch vụ công cộng cho Hội đồng Quảng cáo và Công tác Covid, kêu gọi tất cả những ai mà có thể hãy tiêm vaccine Covid-19. Trong đoạn video được ghi lại bằng tiếng Tây Ban Nha với phụ đề tiếng Anh, Giáo hoàng gọi việc nhận vaccine là một hành động yêu thương. Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và Tòa thánh Vatican đã chấp thuận cho người Công giáo sử dụng các vaccine. Hoa Kỳ sẽ tiêm liều vaccine tăng cường vào tháng 9, đi ngược lại hướng của WHO chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết họ sẽ có kế hoạch tiêm chủng rộng rãi liều vaccine tăng cường bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 khi biến thể coronavirus Delta ngày càng mạnh mẽ, trích dẫn dữ liệu cho thấy khả năng bảo vệ của vaccine giảm dần theo thời gian. Các quan chức Hoa Kỳ chuẩn bị tiêm mũi thứ ba cho những người Mỹ đã tiêm hai liều đầu tiên là Moderna và Pfizer ít nhất là 8 tháng trước họ cũng dự đoán rằng những người đã tiêm vaccine Johnson Johnson cũng sẽ cần một liều bổ sung nữa. Hoa Kỳ chỉ bắt đầu tiêm vaccine Johnson Johnson vào tháng 3. Các liều vaccine bổ sung ban đầu sẽ tập trung vào những nhân viên y tế, cư dân viện dưỡng lão và người lớn tuổi nằm trong số những nhóm đầu tiên được tiêm chủng vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng bảo vệ của các phát sinh sẽ mất dần sau 6 tháng trở lên, đặc biệt là ở những người lớn tuổi có bệnh mạng tính. Các cơ quan đã trích dẫn điều này trong quyết định của họ, nhưng nhấn mạnh rằng các loại phát sinh được Hoa Kỳ phê duyệt đã có hiệu quả đáng kể trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Các quan chức, bao gồm Cố vấn Y tế chính của Tổng thống Joe Biden, tiến sĩ anthony fauci cũng như những người đứng đầu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda và viện y tế quốc gia trong những tuần gần đây một số quốc gia khác cũng đã quyết định tiêm phát sinh bổ sung cho người lớn tuổi cũng như những người có hệ miễn dịch kém các nước này bao gồm israel pháp và đức quyết định này của hoa kỳ đi ngược lại hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới khi nhà khoa học trưởng của WHO cho biết dữ liệu hiện tại không cho thấy sự cần thiết của việc tiêm liều vaccine bổ sung. Một cố vấn của WHO cho biết vaccine trước tiên nên đến tay những người ở các nước nghèo hơn những người chưa được tiêm liều nào. Kế hoạch tiêm vaccine tăng cường của Hoa Kỳ phụ thuộc vào việc FDA xác định rằng liều thứ ba là an toàn và hiệu quả và một khuyến nghị thuận lợi từ các cố vấn của CDC. Singapore bỏ tù một công dân Anh vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, tòa án Singapore đã kết án một người đàn ông, người Anh, 6 tuần tù, sau khi anh ta liên tục vi phạm các giao thức coronavirus bằng cách từ chối đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Benjamin Klein, 40 tuổi, bị kết 4 tội danh vì không đeo khẩu trang ở trên tàu vào tháng 5 và lần ra tòa sau đó vào tháng 7, cũng như gây phiền toái cho công chúng và dùng những lời lẽ đe dọa đối với công chức. Clint trước đó đã được thẩm phán yêu cầu giám định tâm thần do hành vi và nhận xét của anh trước tòa. Hôm thứ Tư, anh yêu cầu tòa án hủy bỏ các cáo buộc và yêu cầu trả lại hộ chiếu để anh có thể trở lại anh cùng với gia đình. Thẩm phán nói với Clint rằng anh hoàn toàn sai lầm khi tin rằng anh được miễn theo luật của Singapore về việc đeo khẩu trang. Tính đến thứ tư, thế giới đã ghi nhận có hơn 209 triệu ca nhiễm COVID-19. Số người chết trên toàn cầu là hơn 4.3 triệu người. Các học sinh ở quận Broward của Florida đã trở lại trường học dưới lệnh đeo khẩu trang vào hôm thứ Tư, ngay cả khi hội đồng nhà trường phải đối mặt với những lời đe dọa về hình phạt nghiêm khắc vì không tuân thủ theo thống đốc Ron DeSantis. Tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, các quốc gia Đông Nam Á cần được giúp đỡ nhiều hơn để tiếp cận vaccine COVID-19 khi khu vực này phải vật lộn để ngăn chặn các ca nhiễm trùng và tử vong kỷ lục các đường phố tại New Zealand phần lớn vắng vẻ vào thứ Tư khi đất nước này trở lại tình trạng bị khóa lần đầu tiên sau 6 tháng nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, ca COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên của New Zealand trong 6 tháng là từ biến thể Delta. Giải trình tự bầu chim cho thấy nó có liên quan đến sự bùng phát ngày càng gia tăng ở nước láng giềng Úc. Các nhà chức trách cho biết tại Úc, đợt bùng phát từ biến thể Delta của Sydney vẫn chưa đạt đỉnh và người dân phải chuẩn bị cho nhiều ca tử vong hơn. Thành phố tiếp tục phá kỷ lục về số ca nhiễm mới hàng ngày mặc dù đã đóng cửa gần 2 tháng. Tại châu Âu, Đức đã ghi nhận sự gia tăng trong các ca nhiễm coronavirus mới, ngay cả khi bang cuối cùng trong số 16 bang của Đức này thông báo rằng hơn một nửa dân số đã được tiêm chủng. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức cho biết có 8.324 ca nhiễm coronavirus vào hôm thứ Ba, hơn 2 phần 3 so với một tuần trước đó. Thủ tướng Angela Merkel đã kêu gọi người dân Đức tiêm chủng, nói rằng làm như vậy là một việc làm tốt, không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội. Tại châu Mỹ, thì người đứng đầu tổ chức y tế liên Mỹ là Carissa Etienne cho biết cần có nhân viên y tế và trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế để giúp người dân tại Haiti đối phó với nhiều trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Nhiều bệnh viện ở ba khu vực đã bị hư hại hoặc bị phá hủy và một chiến dịch tiêm chủng COVID-19 đã bị đình trệ khi các đội y tế chuyển đổi ưu tiên. Các quan chức y tế bang Mississippi cho biết gần 1.000 giường bệnh đáng lẽ có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân trong đợt bùng phát coronavirus gần đây nhất ở bang này đã không hoạt động vì thiếu nhân viên y tế bang phải đối mặt với số lượng kỷ lục người nhập viện vì virus với 1.633 người nhập viện vào thứ Ba. Chính phủ Ba Lan tặng hơn 500.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam Hôm 17 tháng 8 giờ Việt Nam, trong cuộc gặp cỡ với đại sứ Ba Lan tại Việt Nam là ông Wojciech Gowal, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chính phủ Ba Lan khi quốc gia này đã quyết định tặng cho Việt Nam hơn 500.000 liều vaccine AstraZeneca Đồng thời, chính phủ Ba Lan còn nhượng lại 3 triệu liều vaccine phòng ngừa COVID-19 và viện trợ nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác trị giá 4 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam. Trước đó, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư đề nghị Thủ tướng Ba Lan giúp đỡ. Ngay sau khi nhận được thư, chính phủ Ba Lan đã ngay lập tức hỗ trợ và nhượng lại vaccine cho Việt Nam theo đại sứ kowal việt nam là quốc gia ngoài châu âu đầu tiên mà chính phủ ba lan viện trợ vaccine cùng trang thiết bị y tế đồng thời khẳng định việt nam là đối tác ưu tiên của ba lan tại khu vực trao đổi về quan hệ song phương giữa hai quốc gia thủ tướng phạm minh chính mong muốn thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa việt nam và ba lan đồng thời bày tỏ sự hài lòng về những phát triển tích cực giữa hai nước trong thời gian qua Nhân dịp này thì Thủ tướng Phạm Minh Chính còn bày tỏ mong muốn chính phủ Ba Lan tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Ba Lan ổn định cuộc sống, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 20 triệu liều vaccine phòng ngừa COVID-19 bằng cách đặt mua vaccine, tiếp nhận từ cơ chế COVAX cùng nguồn tài trợ từ các quốc gia khác. Tại Việt Nam thì tính đến 18 giờ 30 ngày 18 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca nhập cảnh và 8.788 ca ghi nhận trong nước tại 42 tỉnh và thành phố. Các ca nhiễm COVID-19 mới chủ yếu là tại Sài Gòn có 3.731 ca, Bình Dương 2.513 ca, Đồng Nai 443 ca, Long An 428 ca, Tiền Giang 282 ca, Đà Nẵng 134 ca, Kiên Giang 169 ca, An Giang 105 ca và Tây Ninh 104 ca. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có tổng cộng 302.101 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 73 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về điều trị thì trong cùng ngày đã ghi nhận 3.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca phục hồi lên 115.059 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị chăm sóc tích cực ICU là 654 người. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO thiết bị hỗ trợ sự sống là 20 người. Có 298 ca tử vong được ghi nhận. Nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 18 tháng 8 là 6.770 ca. Cho đến nay, Việt Nam đã tiêm trên 15.5 triệu mũi vaccine phòng ngừa COVID-19, trong đó có hơn 14 triệu người đã được tiêm một mũi và gần 1.5 triệu người đã được tiêm cả hai liều. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada giá dầu, giá vàng và tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái dựa theo 6 giờ 30 chiều giờ Toronto

Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada ngày 19 tháng 8 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel không những có video tin tức được cập nhật hàng ngày, mà còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 888 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.